Mùa tỏi Muổng Dung đăng ký kênh ủng hộ Zio. Tiền tỏi hoàng ta, cho mấy tia biển, tia tiền liều là mặn bay về. Hãy subscribe.
Thái văn lộ ra tam phẩu chạm tây thì nàn ta chín tu tây kỳ tây nó mà để chạm to ra chạm là thầy tài quân hình bày dân vầy chàng tay tư mấy ta ngàn đồ tây sao tớ giả na kêu ta vì con bó tây kiếm nhà mó hai nhân biển tố tố mặn tín yêu của chị tây ở tín giả na kia chị tây ma tạng kia kia tín kia tạm kia kéo tín lo vì tây qua ra sông soi biển mà khu nan quan tố tin tây chiều kia tây nhà mong qua trang nhà soi biển của cha chào chân cô thông mày của cha ai nhân gia tu quốc ba gia nghi hồ quan tu thảo vinh mạnh tin già đoàn yêu tu thắng dân giàu là dân tin giả ta là dân vậy vì tây màu vàng đã tin thần yêu đã tin tây kỳ đi yêu thần thế là em ở gì nào trung học cơ sở Hữu Động. Thế là đang học lớp 9. Thế là hướng tới em học tỉnh Liêu à? Hay là học ở đâu? Mình định thi đâu? Tiên Điền à? Ra Tiên Điền à? Nhà em có nấu rượu không? Không à? Như sau ai gặp em cũng đều bị say thôi. Đâu có đâu ạ? Có say mà. Nói vui đấy thôi, nhưng mà thực ra thì sức cuốn hút của em rất là cao, đấy là nói thật lòng. Cái hai nữa thì anh đi tìm hiểu thì đồng bào giao mình nói riêng nhau, kể cả họ Tài người Tài nữa, đây hầu như nhà nào cũng nấu rượu, tự cung tự cúc luôn. Phương châm người ta là người ta cấy được lúa này, trồng được khoai trồng ngô này thì người ta tự nấu lấy, không phải mất tiền mua. Đấy, như thế là an toàn. Thế còn ở dưới xuôi thì rất nhiều cái răng cảnh thinh thế mà chả chịu có cười cả. Em cứ mạnh dạn cười đi, không ai đánh thuế đâu.